Hi, chào tất cả anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay anh em có nhìn thấy clip mình có gì khác không? Ok, thì hôm nay mình sẽ chính thức đi mở giới hạn sức mạnh nha em nhé. Thì hiện tại clip của mình sức mạnh đã là 39.900.000 rồi. Thì mình úp lên 39 tỷ này thì trong tiếng thôi, 20-30 phút đấy thôi. Tại vì trước là link mình đã 39.600.000 rồi, úp một lúc thì lên được 39 tỷ, nhưng mà đấy chưa có vàng đâu. Thì hôm nay mình đã sắm cho em đó một cái quần và link ra rồi, nói chung đến cái giá khá là ok. Cùng với đó mình cố đeo cái áo lông long này và một cái cải trang nó đang khu khá là đẹp. Sẽ mặc thêm một cái trang này. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi qua giới hạn. Trong vị này thì nó khá là hài đúng không anh em? Ok, có một bộ khác nhé. Okay. Tại với giới hạn sức mạnh là mất 539 phút, khá là lâu ấy. Lâu ngay 100 ngọc có lên không nhỉ? Ok, thì bây giờ mình sẽ qua câu bằng cái bút này. Còn rất là nhiều đồ á, khi nào mình giải mình sẽ phát ở trên cái bàn rất là nhiều đồ luôn. Má nhiều đồ quá, chả nhớ đồ nào mới đồ nào luôn. Kệ đi. Nhiều đồ quá. Rồi. Mình sẽ cất bớt vào dương nhà này. Nó tự động tập luyện ra. Có Veta này, xem úp một phát có lên được nhiều tiềm năng không anh em nhé. Qua câu luôn, như mình thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Đây, mặc vào, cởi giáp ra. Ok, méo cởi giáp tại vì nhiều đồ quá anh em ơi. Thôi kệ đi. Còn một khu bất kỳ bến khỉ và tự động tập luyện lên, cho giáp vào đấm lên tiềm năng 67.000 một hit, khá là nhiều ấy chứ. Mình cảm thấy tiềm năng khá là nhiều.
không đến nỗi là ít cho lắm. What? Ôi, phải trưởng. Vừa nãy là nó chưa lên 40 tỷ anh em ạ. Lên nó lên một phát rất nhiều. Bây giờ nó lên 40 tỷ rồi, tiềm năng nhận được rất là ít. Chéo này khá lâu. Mình nhắn anh em PT cho anh em PT ba. Em là fan của anh. Vãi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này của mình nhá. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like, một comment, subscribe kênh ủng hộ mình nhá. Ok, bye anh em. Bye.